Và để tiếp tục chương trình thì Diễm xin được gửi tới toàn thể quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc có tựa đề Về Quê, xin được hân hạnh gửi tới toàn thể quý vị. Và trước khi Thùy Diễm gửi tới toàn thể quý vị nhạc phẩm Về Quê, thì Diễm rất mong muốn quý vị có thể dành cho Thùy Diễm và ban nhạc ở phía trên một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay bây giờ sân khấu của chúng tôi rất hân hoan chào đón những tình cảm của toàn thể quý vị, là những giai điệu những ca từ mà quý vị sẽ dành riêng đăng ký cho chúng tôi để rồi cùng chúc phúc cho cô chú rể và cô dâu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin hân hoan đón tiếp những tình cảm của toàn thể quý vị.
cũng xin được chân thành cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Diễm rất là nhiều với những ca khúc mở màn cho chương trình ca nhạc buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, bằng những tình cảm của toàn thể của chúng ta đang ngồi phía dưới, có thể dành tình cảm của mình đến với nữ ca sĩ Thùy Diễm và đặc biệt anh em bên nhạc Thắng Mai bằng một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả toàn thể quý vị thân mến, đúng là một lời ca bằng ba lời chúc. Thì đặc biệt buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi cũng được đón nhận rất là nhiều tình cảm của tất cả toàn thể của chúng ta đã trở về đây. Và để dành nhiều tình cảm hơn nữa đến với chú rể và cô dâu, thì chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của tất cả toàn thể quý vị đang ngồi phía dưới. Những ai có ca khúc của mình, vui lòng gửi những bản đăng ký trở về ban tổ chức. Và chúng tôi luôn luôn rộng mở chào đón những dòng hát của toàn thể quý vị. Như vậy, sau khi chờ đợi những ca khúc của tất cả toàn thể quý vị tiếp tục trở về với sân khấu buổi tối ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng xin được mạn phép thay lời cho đơn vị tổ chức sự kiện Thắng Mai xin được kính chúc cho tất cả toàn thể quý vị bước sang năm mới 2022 vạn sự như ý, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và sau đây xin được gửi tới tất cả toàn thể quý vị một ca khúc, một sáng tác mong hưởng mùa xuân, ca khúc có tựa đề Bài Ca Tết Cho Em. Thank you.
Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong đêm. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi một nơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lạnh trong cuộc đời, lời mẹ hiền dịu con nhớ không nguôi. Khi lớn con đi trên bạn đèo đời, đừng buồn khi lúc tay còn chạm tay. Những khi mẹ lo sợ chiều, nhớ nụ cười khi nắng níu, đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chỗ nào mẹ ơi hiền chăng. Đêm đêm quậy hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ, tìm lại những phút vui gây âu biệt chung biệt thủy dừa ruộng hoang nước mặn đồng chua thôn xóm tôi sống đời dân ca.
cay. Quê hương tôi ấp u Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển xanh Thái Bình. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền hoa, và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngang nghiêng, quê hương tôi ta tới khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than. Họ ơi, hương giang ơi, gia tư kinh thành mong mơ, lòng tuổi say chia tay nhau biết trở về mộ. Đầy phương nam lúa xanh bóng dừa uốn quanh, ta sức trái đẹp cánh tay vẫy vùng ngày mai. Người đi đêm dâng ca tiếng hò miền Trung về miền Nam, cho nhau nghe những lời thơ than trong non. Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nước non, ta quên đi bao tiếng thương tuổi hơn tuổi son. Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi, mẹ Việt ơi, từ nay hiếp trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta yêu thương đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, dù sinh tháng gửi cho người trong tiếng cười dòng không đầy vơi. Ơi à, à
cười à ơi. Chiều nay lối về đất mẹ là đây, đường xưa con ấp u bóng trăng kề, có nghe đêm trường tiếng ru hươn, có nghe đêm trường tiếng ai hươn suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên, có nghe đêm trường tiếng ru hươn, có nghe đêm trường tiếng ai hươn suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ thiên nhiên. Xin mời một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tiếng hát của bạn Thái Sơn rất là nhiều với những giọng ca rất là ngọt ngào sâu lắng trong buổi tối ngày hôm nay, gửi tới tất cả toàn thể quý vị và đặc biệt chú rể và cô dâu. Vâng, và để nối tiếp chương trình là show ca nhạc đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay thì Diễm xin được gửi tới toàn thể quý vị một tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc có tựa đề Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được gửi cho thầy cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Diễm rất là nhiều. Kính thưa tất cả toàn thể quý vị thân mến, như giờ phút này đây thì chúng tôi cũng nhận được một thông tin rất là tuyệt vời từ chú rể Nika. Thì ngay sau đây chúng tôi cũng sẽ được mạn phép thay lời cho chú rể Nika, xin được trân trọng kính mời tất cả toàn thể quý vị cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên là những người bạn rất thân của chú rể, chúng ta sẽ cùng chú rể trở về với tư gia gia đình nhà gái, trở về với cô dâu Linh Xuân để chúng ta cùng chung vui tại tư gia gia đình nhà gái, và sau đó chúng ta sẽ cùng trở về đây để tiếp tục chương trình ca nhạc chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu tại tư gia gia đình nhà trai. Một lần nữa chúng tôi cũng sẽ được mạn phép thay lời cho chú rể Nika gửi tới tất cả toàn thể quý vị lời mời trở về với gia đình nhà gái. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.